Chào cả nhà đã quay lại với kênh Thú Vị Cà Mau. Hôm nay mình dẫn các bạn đi biển nữa nè các bạn. Là như mình đã hứa là hôm nay là mình định đi ra đây để quay cái cảnh mà người ta đi cào nghêu cám đó các bạn, đi cào nghêu giống đó. Nhưng mà mình vừa ra tới đây là mắc cạn rồi các bạn, mình không có thể nào mình đi xuống dưới chân chỗ người ta cào nghêu được. Cái vỏ mình mắc cạn ở ngoài sau lưng mình này nè. Đâu rồi? Cái vỏ mình mắc cạn ngoài sau lưng mình này nè. Cho nên mình không có đi được các bạn ơi. Người ta cào nhiều cám ở dưới đó đó các bạn. Ở dưới cái nhóm đồng đồng dưới đó đó. Để mình zoom lại. Người ta cào nhiều cám ở dưới cái nhóm đồng đồng đó đó. Nhưng mà bây giờ mình mắc cạn rồi, mình không có đi dưới được. Người ta đang cào dưới các bạn. Ở dưới đó đó. Bây giờ mình mắc cạn ở đây, mình không có đi dưới được. Bạn coi hồng khoai nè. Hồi sáng trời cũng có chuyển mưa đó các bạn. Nhưng mà qua rồi, cái mùa này qua rồi là trời nó trong veo là các bạn ơi. Trong dữ lắm. Thấy cái hồng khoai rõ dữ lắm. Tại cái điện thoại mình quay nó không rõ thôi chứ. Thời tiết này thấy hồng khoai rõ lắm các bạn. Đi ra đây thì mình cũng có đem theo mấy cái vũ khí nữa các bạn. Cái ống này là mình để mình xem trên mạng đó, rồi bây giờ mình làm một ống để mình ra đây mình hút thử cái con chim chép biển. Thử coi nó được không các bạn. Mình bữa nay mình đi test thử cái ống này. À, mình định đi xuống dưới đó đó để mà quay lại cái cảnh cào nghêu cho các bạn xem. Nhưng mà thôi để một lát nữa nước lớn thì mình chạy xuống dưới mình quay cho các bạn xem luôn. Bây giờ nước gồng nó cạn, mắc cạn, cái vỏ mình mắc cạn rồi các bạn. Không có đi xuống dưới được. Đó, cái vỏ mình như đó đó các bạn thấy không? Cái vỏ này mình cũng mượn thôi các bạn. Đó, giờ mắc cạn đó, giờ hết chạy được rồi. Giờ mình đi test thử cái ống này thử coi nó ra làm sao. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ đi xuống dưới mình quay cái cảnh cào nghêu cám cho các bạn xem nha. Không biết nước lớn rồi mà chạy xuống dưới kịp không, người ta vô hết nữa. Trước đây mình cũng có đi cào nghêu cám đó các bạn. Nhưng mà bây giờ làm hình như hết nổi rồi các bạn. Với cái nữa giá cả nó sụt quá thì mình làm thấy mình ên, mình làm thấy không có tiền các bạn, cho nên bây giờ mình không có làm nữa. Rồi, bây giờ mời các bạn đi theo mình nha, để mình đi test thử cái ống này thử cái nó hiệu quả thế nào các bạn. Cái ống này thì người ta chế để người ta hút tôm tích đó các bạn. Nhưng mà mình chế mình hút có con khác. Cái hang tôm tích thì mình không có biết cái hang tôm tích. Chắc ở biển này cũng có nữa nhưng mà mình không có biết hang các bạn. Có bạn nào biết hang thì comment chỉ giùm mình nhé các bạn. Rồi bây giờ đi. Hồi trước con chim chép này là nó làm hang là ở đây người ta bắt con bằng giá không các bạn, đào xuống ba lớp giá gì đó, hai lớp rồi mới bắt được nó. Ăn con này cũng cực lắm các bạn, bán thì rẻ không có mắc. Cho nên bữa nay mình chế cái ống này đi, mình đi ra đây mình bắt thử coi bắt được không, thì mai mốt mà mình bắt luôn bạn. Hai con này nó ăn ngon lắm, thịt nó ăn ngon lắm, cái dạng như cũng như con chim chép ngào sọt hến của mình là gì đó. Nhưng mà nó hơi khác hơn tí thôi, mình lát nữa mình có bắt được rồi mình sẽ cho các bạn xem. Da đạp con gì rồi. Cái hang chim chép là cái hình dạng nó gì nè các bạn, cái hình dạng nó gì nè.
Nhưng mà cái hang này nó hơi nhỏ nha, mình bây giờ mình test thử cái ống này thôi, chứ còn cái con này nếu có thì nó nhỏ xíu hả các bạn ơi. Đây nè, hang này nè. Thất bại rồi các bạn ơi, mình không có tâm tích mà không có hút được cái con này, nó tuột xuống mèo lắm. Để cái điện thoại dưới nước nghi ngờ quá các bạn. Đây nè, đây cái hang nó ngay đây nè. Chưa có chuyên nghiệp không các bạn, không dính rồi đâu ta. Rồi dính rồi không bạn ơi, các bạn con này nào bạn biết con gì không? Thiên hang mà, để mình test cho các bạn coi nha. Cái ống này làm chưa có hoàn chỉnh nha các bạn. Là bắt luôn không bà ơi, tét luôn rồi nè. Đó, cái ống nó đụng cái ống nó tét luôn rồi nè. Êm rồi không bạn ơi, cái này kiếm ăn được ạ. Đây hang nè, đây hang nè. Lên luôn bà, cá con à. Cái ống này mình làm chưa hoàn chỉnh nha các bạn, nó bị cong nè. Cái ống này mình tận dụng cái ống cũ cho nên nó bị cong nè, rồi nó chịch cho nó. Đâu rồi cái con hồi nãy rồi, chịch rồi nó bị tét nè các bạn, chịch nó bị tét rồi nè. Thịt các bạn thấy thịt ghê không? Con này là làm nhiều món ăn ngon lắm nha các bạn. Xào dưa leo, xào giá, rồi nhúng lẩu ăn. Ngon dữ lắm. Mình có thằng em ở Sài Gòn á, mà nó coi được clip này chắc nó thèm nhiều nước miếng luôn á. Ấy có mấy đứa em ở Sài Gòn mà nó thấy cái này là nhiễu nước miếng luôn á, chảy nước miếng. Đây hang nữa các bạn, hang đó nè, mình phải lửa bệ mới được, tại vì cái cây này nó cả các bạn. Thêm một ngày mới nữa các bạn ơi. Cái này bây giờ là đâu 50-70 ngàn một ký nữa nha các bạn. Nhưng mà cái mùa này thì không có làm được bạn, tại vì cái mùa này không có sáng nước ngày cho nên khó làm lắm. Nếu có là con bự nha, cái hang bự.
cái mới dính nè các bạn. Bơm ba cái mới dính. Con này không biết chỗ các bạn kêu bằng con gì chứ còn ở chỗ mình kêu bằng chim chép biển nha các bạn. Con chim chép tím á. Cái màu nó tím tím nè. Cái mùa này thì nó không bự hơn nha các bạn. Muốn mùa nó bự con là phải tháng 9 tháng 10. Nó trướng xuống không các bạn. Đây hàng là chắc cú nó luôn nè, mà mình không biết hút nó dính luôn nè. Cái hàng này chính xác là hang của nó nè các bạn. Nó có lỗ tròn. Nó có đường nước chảy xuống nè. Bữa nay chắc tạm thời mình không có quay cái cảnh cào nghiêu giống được các bạn ơi. Tại vì cái xuồng máy của mình là cái xuồng mượn nữa. Mà đây xuống dưới là phải trên 2 cây số đó các bạn. Chạy xa dữ lắm. Cho nên là mình không có chạy các bạn, mình lội vòng vòng đây. Để bắt con chim chép nè. Rồi mình đợi thử người ta vô, người ta mình sẽ quay cái cảnh mà người ta chở cát vô các bạn. Và coi như người ta khai thác như giống mà nó cát không à các bạn ơi. Mình sẽ quay cái cảnh chở cát vô cho các bạn xem. Chứ bây giờ là cái vỏ mình nhỏ nữa, mình chạy xuống dưới không được các bạn. Bây giờ nước nó đầy, nó có sóng đó. Đây một hang nè, cái phải nó không đây. Đã chín khô nè, bắt thử chín khô rồi nghe. Khô cái khúc này không đây. Được luôn bạn. Hôm nay mình đi test thử cái ống này thấy cũng mà ngon à các bạn, thấy là ok khoảng 80% đó. Giờ mình còn chỉnh sửa lại cái ống này cho nó ngay lại các bạn, nó hơi bị cong, hết bề này cho nên mình hút nó chịch hang. Nhưng cái nữa là mình làm cái ống giảm ở trên này nè, cầm đỡ đau tay các bạn ơi. Cái này nó cắn vô cái mí này nó đau tay quá. Hôm nay là nước nó lớn cho nên nó không có hang gì trơn các bạn. Nước nó cầm bãi rồi không có hang chim chép gì trơn. Mà mình cũng hút được một mớ này các bạn. Nhiều đây đã được 9 con các bạn ơi. Cái này là cũng cái thành công của mình đó các bạn. Tại vì muốn bắt được 9 con này thì cầm cái giá đào thì cũng hơi bị mỏi lưng nữa các bạn. Thì ra 9 con hay 10 con bạn. 9 con các bạn. Cái con này thì ăn thì nhức đắp nha các bạn. Nay cũng gọi là cái thành công bước đầu của mình đó. Cái ống này bắt con này là êm hả các bạn ơi. Hôm rồi lễ 30/4 thằng em của mình nó về nó kiếm con này mà mình không có đào các bạn ơi.
Muốn ăn con này là phải nhức lưng lắm, đau lưng lắm, đau cực lắm. Nhưng mà có cái ống này rồi là mai mốt là mình bắt con này là nó dễ rồi các bạn. Chỉ có chờ nước cạn thì mình ra mình bắt thôi. Này là ở trên Cồn Cao nha các bạn. Ở trên đó là cái khu du lịch Sa Long. Tại sao quá các bạn, mình cái điện thoại mình zoom lại là cái nét nó mờ lắm. Cái này là cái bãi cái cửa gạch thọ nhưng mà ở trên Cồn Cao nha các bạn. À, sóng đưa vô nè các bạn thấy không? Giờ này là mình nhìn thấy nhà ngói ngoài luôn đó nha các bạn. Thấy đỏ không ạ? Để mình phóng to lên đó các bạn thấy không? Đó nhà ngoài đó. Nước ở đây đục lắm nha các bạn. Nào là cát, nào là gác. Có một chiếc vỏ đầu tiên về tới đây rồi đó các bạn. Chở người ta đi cầu nhiêu nè. Nước lớn gì mà cũng phải dò đường mắc cạn đó các bạn. Bữa nay nhiều không? Hôm nay là hết nổi rồi. Lấy mấy thời gì? Không có. Nè cào cát gì vậy nè. Có ai thấy được nhiêu gì không? Này là dụng cụ để bắt nhiêu giống nè các bạn. Nhà mình có 1 cái nữa, 2 cái luôn. Giờ bỏ không à. Cái lưới này để bắt nhiêu nè. Để bắt cát chứ nhiêu vậy. Còn cái này là để coi nhiêu nha các bạn. Giờ này mang kiến không thấy nữa chứ. À? Có như thịt luôn hả? Cái này đạp dính cái gì? Cái này thì nghiêu này thì đi lội đạp dính chứ không có cào vô dính được nha các bạn. Cái bồn này thì cái đường hút của nó vô nè. Cái đường hút của nó là nó coi lớn này à. Tính chảy xuống dưới mà nước lớn quá. Thấy khó quá không có đi. Bữa nay thấy được 2-3 con gì không? À. Ừ. Con con gì vô à? Mấy thằng sáng sáng mắt thì nó coi hết đồ còn mình thấy 2-3 hộp thì làm được rồi. Chứ vụ mà nó coi cả buổi không thấy con nào là nó bị mệt à. Lớn chảy vô các bạn, lội lúng quá. Nè, mới cho các bạn xem cái xuồng nghiêu của ông anh ở xóm. Ông đi cào vô đó các bạn. Thì cái bồn như mình hồi nãy mình nói đó là cái bồn đó gắn vô cái máy đuôi tôm nha các bạn. Như cái dụng cụ để mà hút sình của mình vậy đó. Nhưng mà cái ống ra thì nó ngược ở ngoài sau.
cái bồn hồi nãy mình quay là gắn vô cái máy gì nè các bạn. Vô thằng em nó có đi có nền mà nó tới hai cái máy luôn á. Cái bè nè. Đi ra biển mất ginh cái bè, cái máy xuống cái bè vậy đó. Nó như cũng như cái xuồng hồi nãy thôi mà mình không có quay cái bè. Đó, có mình lên mà giác 5-60 khúc gì nè. Nè, tướng đô ghê không? Mấy chục bữa nay mấy chục khúc? 40. Ôi trời, 40 khúc này hơn nữa bao mẹ này. Có mua 50 hư mẹ hết 7 trái à. Sao hư? Bao nó bị lỗi à. Nước rồi không có cao luôn hả? Trời, nước rồi ai có nhiều vậy đó. Nước rồi cái đồ nó da ngủ đi làm chứ đang đi làm. Cái ông nội kia nãy ổng nói làm hai bữa có nước rồi nó được có 1,2 triệu hai người. Hả? Cầu nhiêu cực gì đó các bạn. Có mình nên mà cầu 50 khúc. 50 khúc đó một khúc khoảng 20 hai mấy ký không nữa các bạn. Về nhà phải ginh lên rồi lum chứ. Mỗi lần mình đi làm thì làm có mình lên nè các bạn. Có cái vỏ bự gì đó rồi có cái bè. Đi ra biển thì mắc kinh máy xuống để mà gáp cái bồn. Gáp bồn, gáp dụng cụ vô để mà lôi cào nghêu đó các bạn. Các bạn thấy người ta chở cát về không mệt không? Đi hồi giác sáng sớm mà giác này là khoảng 11-12 giờ đó các bạn. Hồi nãy mình hỏi anh kia thì cái con nước rồi anh làm được hai bữa mà lên bán được cũng 1,2 triệu hả các bạn ạ? Tại vì con nghêu giống bây giờ nó sụt lắm các bạn. Hồi cái lúc mình mới làm là một con là khoảng 15 lồng. Nhưng mà làm thời gian rồi là nó sụt xuống. Từ từ còn 5 đồng. Rồi sau này là vài năm sau là có bây giờ là còn có 4 xu không bạn, 40 xu. Là chưa được 1 đồng đó các bạn. Đã bắt đầu người ta về nhiều ở đó các bạn. Rồi cái clip hôm nay mình đi ra biển Gạch Thọ thì mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Hôm nay mình đi test cái ống để hút con chim chép với lại là mình quay lại cái cảnh mà người ta chở cát về đó các bạn. Ta cần nhiêu giống cỡ chở cát về đó mình quay lại cho các bạn xem. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn like đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh Thú Vị Cà Mau của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip. Và hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo.